Hello， 大家好，我是越南人龙世瑞。到了今天，我已经做自媒体有8个月了。这8个月以来，谢谢大家的观看、点赞和转发视频。其实呢，我说的普通话不标准，所以呢，很多中国人说我像广西人说的普通话，像广西人在那边的壮族人。其实呢，我不是壮族人，而且我是带一族。然后呢，有了很多的中国人说他们的壮族人能听懂我们说的带一族，所以呢，我不知道到底这个是真还是假的，所以呢，今天我就说了一些的带一族，让大家听听。然后呢，如果在这里有壮族人，请在下面评论一下，让我知道到底你们能不能听懂我说的带一族。背亲口。Nay chụp bay hết việc đi. Xong việc sáng. Ký văn lấy phạm phân suốt. Bay hết việc mà đứa chỉ ai non thôi. Bộ ai chính nghe rằng thiếp giờ ra đậu bay liều sang chắc mà. Căng căng của xua tới tay ý chú. Bố chứ tao trai chơi lì yếu tuổi xào lấn. Nắng thính tùng của xua tới sư chân mà. Lũ của nắng thính tùng được khoa. Khoa chợ bố thính tùng được khoa. Chỉnh bấy lụa liều yên ý xa. Chỉ xứ nó của tự nán phấn nghiệu. Dễ sư bố ý chú. Là hâu nó của chư của tha cha chỉ sư. Tha cha xua tới sư xào xung minh chú. Bố thính bố tùng. Nó sư yếu yếu khẩn tua lấn bố ý chú khứ của xua. Tha mân dễ nắng thính tùng của mân xua tới tay ý chú. Nó sư quay sớm mơ của tự nán phấn nghiệu chư thính bố tùng của xua的大衣族呢，所以呢，我就不知道到底大衣族、壮族和布衣族有多少相似在这里。如果大家有能听懂我说的大衣族，请在下面评论一下。今天的视频呢就到这里了，谢谢大家的观看。如果你们喜欢的话，请帮我点赞和转发视频，谢谢，拜拜。